Kính thưa quý vị, bữa cơm gia đình là nơi mà tất cả chúng ta thể hiện được sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Tình cảm gia đình thì không cần phải là những điều quá cầu kỳ, mà đơn giản đôi khi chỉ là một bát cơm thơm ngon, sốt dẻo cùng với những món ăn do chính tay các thành viên trong gia đình mình cùng nhau chế biến, đúng không ạ? Và ngày hôm nay, Thanh Nhã sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đa năng có thể giúp bạn tạo ra một bữa cơm gia đình hoàn hảo. Đó chính là chiếc nồi cơm điện cao tầng DRIH15 đến từ thương hiệu Trimmer, một thương hiệu mới đến từ Australia. Và đây là một sản phẩm giúp bạn có thể chế biến những món ăn tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian hơn và giúp bảo quản toàn bộ chất dinh dưỡng trong từng những món ăn. Vậy thì điểm khác biệt giữa sản phẩm nồi cơm điện cao tầng so với nồi cơm điện thông thường là như thế nào? Rất đơn giản thôi, đó chính là nồi cơm điện cao tầng sử dụng công nghệ nhiệt từ, tỏa nhiệt đa chiều 360 độ IH thông qua lòng nồi, tức là khi mà chúng ta làm nóng trực tiếp nồi cơm chứ không phải là làm nóng mâm nhiệt. Và kính thưa quý vị, với điều đó thì sẽ giúp cho chúng ta nấu cơm chín đều ở tất cả các vị trí trong nồi và bảo toàn dưỡng chất trong gạo. Khi mà nấu xong thì hạt cơm sẽ săn chắc hơn nhưng mà vẫn dẻo nha, không bị nát và giữ được mùi thơm. Và về tính năng sản phẩm, nồi cơm điện cao tầng Trimmer DRIH15 với công nghệ nhiệt cảm ứng IH 360 độ, sản phẩm không chỉ giúp cho món ăn của chúng ta chín đều, thơm ngon, mà còn tiết kiệm lên đến 60% điện năng so với những sản phẩm thông thường. Và hơn nữa, khoác lên mình kiểu dáng rất là sang trọng, đẳng cấp, được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia đến từ Úc, thì Thanh Nhã tin chắc rằng đây là trợ thủ đắc lực sẽ góp phần nâng thẩm mỹ của không gian bếp nhà bạn lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, với bảng điều khiển cảm ứng chạm thông minh dễ dàng sử dụng ngay tại trên nắp nồi như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng làm bếp theo cách hiện đại nhất. Quay nồi thì chắc chắn có thể chịu lực lên đến là 20 kg. Và đặc biệt hơn cả thì chiếc nồi cơm điện Trimmer DRIH15 này được lập trình sẵn lên đến 19 chức năng nấu đa dạng các món ăn. Bạn chỉ cần chạm để chọn thực đơn yêu thích thì nồi cơm IH của Trimmer sẽ làm phần còn lại. Mình rất ấn tượng với khả năng nấu đa chức năng của chiếc nồi cơm điện Trimmer DRIH15 này. Chỉ với một chiếc nồi thôi thì chúng ta có thể dễ dàng chế biến được rất nhiều những món ăn khác nhau, được một bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình. Và lòng nồi cơm điện cao tầng Trimmer DRIH15 với thiết kế cực kỳ thông minh. Thiết kế dạng niêu dày lên đến 2mm, gồm 4 lớp hợp kim gia nhiệt hiệu quả, chống dính bền bỉ an toàn cho sức khỏe, tăng cường độ bền và dẫn nhiệt tốt. Với thiết kế đặc biệt này, giúp nhiệt phân tán đều và tạo dòng sôi tuần hoàn, giúp thực phẩm chín đều và thơm ngon hơn. Sản phẩm được sản xuất đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn GOHS, CE, CB và LFGB, chứng minh sản phẩm được đủ chuẩn lưu hành tại các nước châu Âu và chất lượng thì đảm bảo an toàn cho cả người dùng và môi trường sống xung quanh. Một chức năng khác mà Thanh Nhã tin chắc rằng là tất cả quý vị sẽ vô cùng yêu thích đó chính là chức năng hẹn giờ nấu và giữ ấm lên đến 24 giờ. Nhịp sống bận rộn thì làm cho bạn không thể nào có đầy đủ thời gian để kịp nấu ăn đúng giờ, đúng không ạ? Thì hãy yên tâm vì với nồi cơm điện cao tầng của Trimmer được sáng tạo với tính năng hẹn giờ, nấu thông minh và giữ ấm lên đến 24 giờ, giúp bạn luôn có những bữa ăn nóng sốt mọi lúc bạn cần. Và khi mua nồi cơm điện cao tầng Trimmer DRIH15, bên trong sẽ có một bộ sản phẩm đi kèm bao gồm một dây điện nguồn, một vá múc cơm có thể dựng trong gian bếp của chúng ta mọi lúc mọi nơi và một vá múc canh, một xửng được làm từ inox cao cấp. Và chắc chắn một điều quý vị vô cùng yêu thích đó chính là lòng nồi hợp kim dày lên đến 2mm và có 4 lớp hợp kim cao cấp, lớp ngoài cùng là lớp chống dính bền bỉ và an toàn với sức khỏe. Và với thiết kế lòng nồi dày 2mm cùng với công nghệ đốt nóng trong IH, tỏa nhiệt đa chiều 360 độ giúp cơm của bạn chín đều hơn, giữ trọn dưỡng chất dinh dưỡng và hương vị món ăn. Với dung tích lên đến là 1.5 lít, thích hợp cho gia đình từ 3 đến 5 thành viên. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây hãy cùng Thanh Nhã chúng ta trải nghiệm cùng với dòng sản phẩm Trimmer DRIH15 nha. Đầu tiên hãy cùng nấu cơm. Chúng ta cho gạo đã vo vào bên trong nồi và đổ nước theo thang đo ở bên trong ruột nồi và đóng nắp lại. Hãy nhấn nút Start. Sau đó nhấn nút Menu. Nồi cơm điện cao tầng Trimmer DRIH15 có 3 chế độ nấu cơm: nấu cơm ngon Cook trong vòng 45 phút và nấu cơm nhanh Quick Cook trong vòng 30 phút.
hoặc nấu cơm gạo lứt brown rice. Tùy theo loại gạo của gia đình bạn mà bạn có thể dễ dàng lựa chọn chế độ nấu phù hợp. Với loại gạo ngày hôm nay Thanh Nhã lựa chọn thì Nhã sẽ chọn chế độ cook, nấu cơm ngon. Và nhấn nút start để bắt đầu nấu. Nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 thì không có thiết kế khay đựng nước thừa giống như là các nồi cơm điện thông thường khác, mà thay vào đó là thiết kế van thoát hơi nước rất thông minh. Không chỉ giúp cho chúng ta dễ dàng thoát hơi nước thừa mà còn giúp cho hơi nước không bị đọng phía trên nắp nồi, tránh rơi nước thừa vào bên trong ruột nồi và giúp cho cơm của chúng ta không bị nhão ở phía trên. Wow, và cơm đã chín rồi. Hạt cơm chín đều nè, không bị vỡ hay nát. Chất lượng cơm nở đều, rất thơm ngon. Và ngoài tính năng nấu cơm thì nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 còn có rất nhiều những tính năng khác. Chính vì vậy ngày hôm nay Thanh Nhã sẽ sử dụng nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 để chế biến một món ăn rất quen thuộc của chúng ta vào ngày Tết: thịt kho trứng. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào thực hiện nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cho phần thịt ba chỉ đã ướp vào bên trong nồi. Bà Thanh Nhã tin rằng là thời gian ướp đó là trong khoảng là 30 phút cho đến 1 giờ để có thể đảm bảo sự thơm ngon dành cho món ăn này. Và với các chị em nội trợ là nhân viên văn phòng á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho món ăn này, đúng không nào? Tuy nhiên với nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 với tính năng hẹn giờ nấu ăn rất tiện lợi sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng chuẩn bị món ăn hoàn hảo nhất. Và để bắt đầu ngay bây giờ đây chúng ta sẽ nhấn nút Start để khởi động. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Menu và chọn đến chế độ Quick Soup để nấu trong vòng 2 giờ. Và để hẹn giờ cho thời gian sắp tới là chúng ta sẽ bắt đầu nấu thì nhấn vào nút Reset. Và nhấn nút cộng hoặc trừ để hẹn giờ. Và cuối cùng nhấn nút Start để bắt đầu. Như vậy thì rất là đơn giản thôi. Sau 1 tiếng ướp thịt thì chúng ta sẽ cho nước dừa và trứng vào nồi. Đừng quên mình sẽ có tổng cộng 3 giờ, trong đó có 2 giờ nấu và 1 giờ để ướp thịt nha. Và nồi sẽ nấu trong vòng 2 giờ là hoàn thành món thịt kho trứng thực thấm gia vị. Và món thịt kho trứng đã hoàn thành rồi đây. Rất là thơm. Quý vị thân mến, do công nghệ nhiệt từ IH 360 độ giúp cho thịt chín mềm ở các lớp và không cần phải đảo giống như khi mà chúng ta nấu bình thường đâu nha. Và phần gia vị cũng được dòng nhiệt từ trộn đều giúp thịt thấm gia vị và ngon hơn, ăn cùng với cơm nóng là xuất sắc. Và không chỉ chế biến những món ăn chín đâu, nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 còn có chức năng chế biến những món phụ giống như là bánh bông lan hoặc là các loại chè một cách cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Nào, hãy cùng Thanh Nhã chế biến món bánh cheesecake. Đầu tiên rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng cho cốt bánh vào bên trong nồi cơm điện Dreamer. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đóng nắp nồi lại, nhấn chế độ cake và chờ trong vòng 45 phút. Rất đơn giản đúng không nào? Và đây là chiếc bánh cheesecake sau 45 phút đã hoàn thành rồi. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Cực kỳ đơn giản luôn. Và chiếc nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 đã được cài sẵn chế độ nấu bánh phù hợp, giúp bánh sẽ không bị khô và cháy nên ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Wow, Nhã không thể chờ được nữa, hãy cùng Nhã thưởng thức thử bánh nha. Quý vị ơi, bánh cực kỳ ngon luôn, rất bông và xốp, bột thì nở đều và một lần nữa thể hiện tính năng nhiệt từ của nồi cao tầng. Bánh tan ngay trong miệng, cực kỳ hấp dẫn. Và nếu như bạn là một nhà nội trợ thông thái và quan tâm đến sức khỏe của người thân và gia đình thì Thanh Nhã tin rằng bạn nên sắm ngay một nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 và những tính năng ưu việt của sản phẩm này nha. Quý vị ơi, ngày hôm nay Thanh Nhã vô cùng hạnh phúc. Chỉ với một chiếc nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15, Nhã đã làm được rất nhiều những món ngon tại đây. Và chiếc nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15, công nghệ nhiệt cảm ứng IH 360, bảo tàng dinh dưỡng, tiết kiệm lên đến 60% điện năng. Lòng nồi cơm dày 2mm gồm 4 lớp hợp kim gia nhiệt hiệu quả, chống dính bền bỉ, an toàn cho sức khỏe, tăng cường độ bền về dẫn nhiệt. Thiết kế lòng nồi dạng niêu giúp nhiệt từ phân tán đều và tạo dòng sôi tuần hoàn, giúp thực phẩm chín đều hơn và thơm ngon hơn. Kiểu dáng tinh tế, hiện đại, đẳng cấp được thiết kế tại Australia với hai màu chủ đạo trắng và đen.
19 chức năng khác nhau nấu để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tiện lợi cho cả gia đình. Chức năng hẹn giờ nấu và hẹn giờ giữ ấm lên đến 24 giờ. Đạt các chứng nhận quốc tế về tiêu chuẩn an toàn. Màn hình chạm cảm ứng thông minh, dễ dàng sử dụng và vệ sinh, giúp cho bạn làm bếp theo phong cách hiện đại. Nồi cơm điện cao tầng Rimmer DRIH15 Open Your Home Restaurant.